À, cái này mình để nhà, mình lấy đi làm à. Đây. Đó. Hello anh em. Thì hôm nay như tiêu đề thì mình sẽ đi lấy con vét ngang. Sau 4 tháng để ở bên tiệm bô, lúc mà đi làm bô là nó mắc Covid luôn, thì nó nằm lại xuống bô luôn. Giờ xong rồi đang mình đi lấy chỗ bô vét ngang cho anh em coi luôn. Chỗ đó nó mắc. Rồi tới rồi. Đậu xe đây đừng. Ê, chó Phú Quốc. Chó Phú Quốc mà dợn nữa hả? Ừ đúng rồi, có sắm lưng kìa. Khôn lắm luôn. Rồi quá trời xe luôn. Hết hồn chú. Đây. Với 1.000. Chắc không được đâu ha. Hả? Dạ, chắc không được đâu ha. Dạ được. Chắc nhìn không được. À cái yên này mình để nhà. Mình lấy đi làm à. Đây. Ủ bô nè. Đó. Thấy chưa? Ừ, đẹp không? Này làm thủ công nha anh em, đúng không anh? Còn cái bộ cổ kia là làm bằng máy nó uống. Đúng rồi, vô uống. Còn này là thủ công hết nè anh em. Đó. Heo Rambo. Ừ. Thấy chưa nè. Đó. Vô tới đây luôn nè, ra tới đây luôn nè. Đó, ra tới đây luôn, ra tới cái này luôn á. Vô trong sâu luôn nè. Đó, đẹp chưa? Đó. Đẹp mà. Để nghe tiếng bô cái mặt. Quên cách đề hả? Quên cách đề. Quá đã. Để con đây. Nhức nách luôn. Chụp tấm hình coi. Của em là tổng cộng nhiêu hết rồi? À, bữa rồi. Hai mấy quần? 21 triệu. Để chờ em xíu. Đưa tiền mặt luôn. Ok chưa? Được rồi, được rồi. Qua định luôn. Vừa rồi được em đem con vét chính của bà chị em qua làm nữa. Làm lần hai là khuyến mãi. Đếm cặp này 20 á. Đếm này chút anh đưa. Chị ơi. Chị đếm nha. Quá đẹp. Tấm hình. Nó hơi xong nha. Dạ 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 dạ. Nào này đẹp ghê. Lo con cá chưa con? Để anh canh nó đi rồi bắn sao? Đánh cho nó sạch trước rồi. Quá đẹp. Dạ. Này là mua carbon, carbon. Có về sao chưa cũng có carbon về. Ừ. 4 tháng luôn á, 4 tháng đúng không anh? Mắc, phải nó bắt dịch ở đây thế nè. Dịch anh đâu có chạy ra đây được đúng không? Đúng rồi, anh đâu có đi qua đây được đâu. Làm căng quá đâu đi đâu được. Đang qua chiến dịch tuần. Dạ, đúng rồi. Lát nữa nhờ em ôm cái bồ kia. Bồ kia. Wow.
quấn lên xe luôn đi em ơi. Đưa lên xe luôn, ở về xe chặt luôn. Đủ 100 tờ. Dạ, đây chịu nữa là đủ 21. Rồi, chị xin cảm ơn em. Cảm ơn chị. Quấn lên coi thắt á. Cái ốp với cái bát mà anh gặp trong trong này luôn. Dạ. Dạ. Để em chở vậy. Được không á? Chạy xe á. Chạy xe á. Cái này chắc em bỏ dưới đây được không? Dưới được không? Ship ráp mẹ nó đi cho ráp nó chở. Dạ à, cũng được. Không có chạy xe. Giờ đây em ship ráp đi. Ship ráp cho em luôn đi giật. Để đây được mà. Để ráp đi. Nó bút cái địa chỉ ở nhà. Ừ, để vậy nè. Ừ, vậy đó gì em chạy được rồi. Dấu gì đâu. Ừ, vậy cho gọn đi. Chuyên môn đi ship rồi. Rồi em về luôn nha. Rồi cảm ơn em. Rồi nghỉ dịch rồi, không bụng không bự rồi có muối. Trời vậy là bự rồi đó, mất muối rồi đó em. Nghỉ sau lên 4kg. Để về có thử bà chị bà có thích không? Bà thích thì cho bà lên luôn. Bà chị là bà mê luôn chứ bà thích. Dạ đúng rồi. Làm chưa sửa quán rồi chưa? Chưa làm thôi chắc còn lâu lắm. Giờ xây dựng thì nó cho mà. Vì bữa kiếm em con cá mập nữa. Cái nào? Cá mập á. À. Cá mập với lại chắc Ducati là mượn xe của anh Minh. Còn mấy con kia con kia mình mua. Rồi ba xe ghẻ đó chân làm vậy. Rồi em về nha, cảm ơn. Rồi. Anh nha. Chơi nữa nhiều lắm, lên hơi bị nhiều lắm, lên full luôn mà, lên full đồ luôn, đổ bẹt vô đẹp không em, quá đẹp luôn, nhìn nhức mắt à. Để 4 tháng rồi mà cái sơn nó còn bóng luôn à. Chỉ có mấy cái này là nó đến bụi thôi à. Ơi, đóng mạng nhện luôn nè. Đó, lâu quá rồi. Đóng mạng nhện luôn. Từ từ để trả số lại.
lâu ngày mà chạy ê. Tại vì lúc mà trước mà mình để đây là mình đã thay nhớt hết rồi, thay nhớt, thay nước mát rồi, lọc nhớt rồi, đầy đủ rồi.
nhà, không có làm phiền hàng xóm. Thằng chào chú, bữa giờ mới thấy lại chú. Đây là thằng anh Z ngàn, thằng em Z 9, Z 8 đang đợi chồng. Đó. Đẹp không? Đẹp. Nhức đất liền. Rồi, thôi nha anh em. Hẹn anh em clip sau. Nhớ đăng ký kênh và like và subscribe cho kênh của mình Biker. Anh em nào muốn mua xe, tư vấn trực tiếp bán xe thì cứ liên hệ cho mình nha. Đó. Đây là địa chỉ nhà mình. Đó, anh em thấy không? Cứ liên hệ trực tiếp cho mình. Ok anh em, tạm biệt.